Liên quan đến vụ cháy tòa nhà chung cư cao tầng Grenfell tại thủ đô London của Anh hồi tuần trước, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Vào ngày hôm nay, Giám đốc điều hành Hội đồng khu vực Kensington và Chelsea Nicholas Hoggett đã tuyên bố từ chức do bị chỉ trích về cách ứng phó với vụ việc. Theo ông Hoggett, bất chấp mong muốn của ông tiếp tục đảm đương trọng trách trong thời điểm khó khăn này, việc ông tiếp tục tại vị có thể gây chia rẽ sâu sắc. Ông cũng bày tỏ tin tưởng các cuộc điều tra sẽ sớm hé lộ sự thật về nguyên nhân thảm kịch và giới chức địa phương sẽ đặt lợi ích của người dân lên cao nhất. Không chỉ giới chức địa phương bị chỉ trích về vụ việc, bản thân Thủ tướng Anh Theresa May cũng phải lên tiếng xin lỗi công khai các nạn nhân của vụ cháy vì đã không thể sắp xếp đến gặp những người sống sót sau thảm kịch sớm hơn. Bà May cho biết, chính phủ Anh sẽ cung cấp 68 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội tại Kensington Road, cách chung cư Grenfell khoảng 2 km để dành cho những người may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn nói trên ở tạm.